Hai các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma có tên ngày hôm nay nha. Đây là lần quay lại thứ tư. Hôm nay tâm trạng mình rất tốt mà không hiểu sao nói dấp hoài luôn. Thì câu chuyện ngày hôm nay nó liên quan đến những bạn fan mà tinh thần của các bạn đang ở giai đoạn gọi là stress, và bạn luôn hỏi về chuyện tình yêu, chuyện lập nghiệp, chuyện đối nhân xử thế, chuyện gia đình và chuyện tâm linh. Và có nhiều bạn đem câu chuyện của Tân kể cho nhiều người nghe nhưng mà người ta không tin, thì bạn cũng tức và bạn về bạn mét với Tân. Rồi rất là nhiều những cái câu hỏi mà mình cảm thấy khó chịu trong cuộc sống thì mong Tân cho một cái lời khuyên nào đó để mình giải tỏa. Thì câu chuyện hôm nay là câu chuyện của Tân, để cho các bạn hiểu hơn về cách lập nghiệp cũng như là cách mình giải tỏa stress. Thì đầu tiên bạn hiểu một điều nè, người ta không tin có ma là vì người ta không có nhìn thấy ma. Còn những người mà người ta bị gặp ma thì cái số phận của người ta không có may mắn, và người ta bị ám, thậm chí có những người ta bị tâm thần, và những người xung quanh người ta nhìn vào người ta đoán là họ bị nhập. Nhưng có một số người nói rằng là do áp lực của cuộc sống, mình bị stress quá thì mình bị tâm thần. Thì bây giờ mình nhìn về hướng khoa học hết đi, để mình dễ giải thích. Tại vì những người không tin vào chuyện ma tâm linh thì họ sẽ tin vào khoa học. Ok, có ai nhìn thấy được cái con gọi là vi khuẩn bằng mắt thường không? Không, phải nhìn bằng kiến hiển vi. Thì cũng như ma cũng vậy, phải nhìn bằng mắt âm dương. Bình thường bạn có đem kiến hiển vi mà bạn đi nhìn khắp nơi không? Không, bạn phải sử dụng những người chuyên gia để mà xem xét cái điều đó. Thì bình thường mình đâu có thấy con virus đâu. Và trên thế giới này có bao nhiêu người bị những con virus ăn thịt, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của mình? Rất là hiếm, đúng không? Những người bị thì người ta phải trải qua rất là nhiều ca phẫu thuật, cũng như là đối diện với sự sống và cái chết. Thì tâm linh cũng vậy thôi, mình đâu có nhìn thấy bằng mắt thường. Và những người gặp phải tâm linh, người ta cũng phải trải qua rất là nhiều điều phiền phức mới đối diện với sự sống và cái chết. Cho nên có người tin, có người không tin là chuyện rất bình thường. Bạn đâu có cần phải buồn đâu. Quan trọng là mình nghe để giải trí, và bạn tin Tân là được rồi. Còn người ta không tin mình là chuyện của người ta. Còn cái chuyện làm ăn, lập nghiệp, gia đình, cuộc sống, nó đều liên quan đến cách đối nhân xử thế, và nó cũng liên quan đến cái vận mệnh, cái phúc khí của gia đình bạn nữa. Tân nói ví dụ, câu chuyện ngày hôm nay nó bắt đầu từ năm 2015, đặc biệt là cuối năm 2015. Đây là khoảng thời gian mà Tân thành công trong cái vấn đề mà tìm ra được cái con đường đi cho cái cuộc sống của mình. Trước đó mình cũng đi nhiều, làm nhiều, mình cũng có thăng, có trầm, có vui, có buồn. Nhưng mà mình không có mục đích sống trong cuộc sống mình. Mình không biết mình đi làm để làm gì. Nếu mà nói về đam mê á, thì thật ra trong lòng mình tự hiểu cái đam mê nó mang lại tiền cho mình. Cho nên mình mê. Mình mê là mê tiền, chứ không phải là mê cái công việc của mình. Cho nên lần là tổ không có đãi. Thì đầu năm 2015, tại cái cuối năm 2015 là mình có được những thành tựu. Thì đầu năm 2015, vô tình bắt đầu tâm linh đến với Tân theo một cách rõ ràng, mà mình được linh thú giống như là hướng mình đến những cái cuốn sách, những cái bộ phim mà giúp cho con người mình nó thay đổi. Thì hồi xưa mình bị một cái tật là mình sợ ma. Tân phải thừa nhận mấy bạn là vậy. Tại vì lúc đó mình gặp quá nhiều chuyện tâm linh rồi, Tân rất là sợ ma. Cho nên là dù ở trong nhà của mình có cha mẹ, có em, rồi có chòm xóm quen thuộc, nhưng mà Tân vẫn mở tivi vào ban đêm, hoặc là Tân mở vào buổi trưa khi mà nhà không có ai hết để mà Tân ngủ. Thì Tân rất là sợ ma, cho nên là thà có ánh sáng hoặc là có ai đó nói thì mình cũng đỡ.
Chứ bây giờ mình tắt tivi hết mà lỡ như ai nói thì mình xỉu luôn. Cho nên là mình sợ ma quá đi. Thôi nên mình kể thiệt, mình khai thiệt để cho các bạn đang ở trong cái giai đoạn giống mình á, có thể tự tin mà vượt qua những lúc khó khăn này. Thì ngày đó mình mới quay qua, mình ngủ vào buổi trưa. Thì mình có cái iPad, không phải iPad nữa, cái đó là Samsung Tab 3. Chứ tiền nó mua iPad, nó khác Samsung Tab 3. Thì mình mở lên cái phim, thì mình mở đại à. Nói chung mình mở lên nói thì mình ngủ thôi. Thì tự nhiên mình nghe một cái câu ở trong phim nói rằng: nếu như bạn muốn khởi nghiệp thành công thì bạn hãy tìm những người không biết bạn, những vùng đất chưa hề nhìn thấy bạn để lập nghiệp. Còn những nơi mà có người biết bạn và những vùng đất bạn sinh ra và lớn lên, nơi đó sẽ chôn vùi cuộc đời bạn. Ê, tự nhiên nói câu nghe kỳ trời. Tự nhiên vậy đó. Cái mình nghe xong mình không muốn ngủ nữa. Mình mở mắt ra, ủa phim nói chuyện xàm gì? Thì mới nhìn vô cái phim đó mình coi. Thì tự nhiên mình bị dính. Mà mình dính suốt 2 ngày. Là mình coi hết luôn. Tại vì thật ra nó chỉ có 11, 12 tập thôi. Thì mình coi liên tục. Mà mình cũng không muốn đi chơi, mình không muốn cà phê, không muốn gì luôn. Mình coi mà nó dạy mình từ tập 1 sang tập 2, tập 3, tập 4 cách khởi nghiệp này kia. Tự nhiên Tân thấy chân lý mà. Tân thấy chân lý nó nằm trong một cái bộ phim vậy đó. Thì lúc đó là Tân bắt đầu Tân áp dụng đầu năm 2015. Tân áp dụng, Tân hệ thống lại mối quan hệ của mình. Và Tân tìm những cái người mà tâm huyết giống như mình. Thì Tân mới suy nghĩ rằng cái vùng đất nào mà người ta không biết mình. Tại lúc đó thật sự ra trong cái cộng đồng làm việc của Tân lúc đó hầu như ai cũng biết Tân. Và xung quanh Tân toàn là chòm xóm, người nhà đã sống cùng với mình 20 mấy 30 năm. Thì không thể nào bạn kêu họ biết mình được. Họ phải biết mình chứ, họ biết mình hơn ai nữa kìa. Thì mình suy nghĩ rằng mình đã từng tới Thái Lan rồi. Và Thái Lan thì nó rộng lớn, và người ta không biết mình. Người ta chỉ biết mình là một anh thợ người Việt Nam thôi. Thì mình sẽ tìm hiểu tâm linh, mình tìm hiểu về phong thủy, mình tìm hiểu về mọi thứ và mình bắt đầu mình đi làm. Thì lúc đó Tân mới tụ họp lại một số anh em và Tân nói ra cái ước mơ của mình. Thì mọi người cũng đi làm, cũng đi qua bên đó làm. Làm thì mình bắt đầu mình có được một số thành tựu. Mình cũng nói kết lại những bạn bè, anh em rồi này nọ, mình làm, mình chuyên tâm vô công việc hơn. Thì cuối năm 2015 mình có được một cái thành tựu nhất định. Bây giờ mình thoát nghèo. Thì lúc đó là mình mới bắt đầu tìm hiểu chuyên sâu về tâm linh phong thủy. Tại vì mình biết cái thứ đó là thứ gọi là nó giúp mình kết nối được cái tâm linh. Và nó giúp cho mình tìm hiểu về cái cách để mình vận hành cuộc sống mình nó tốt hơn. Thì mình kết giao rất là nhiều thầy phong thủy, anh em, thầy pháp, đủ thứ hết. Từ trong và ngoài nước. Mình muốn lắng nghe hết mọi người nói cái gì về phong thủy. Mọi người nói cái gì về phép thuật. Nói cái gì về ma quỷ. Bắt đầu làm như cái vận mệnh mà nó thay đổi. Mình gặp nhiều người mà phúc khí người ta có nhiều. Người ta truyền qua cho mình. Thì bắt đầu vận mệnh mình thay đổi. Mình cảm nhận được tâm linh tốt hơn. Thì bây giờ mới là câu chuyện của mình. Thì ngày đó có hai vị thầy phong thủy là bạn mình. Hai vị này cãi lộn một cái câu chuyện về chứng yểm. Thì một vị cho rằng muốn chứng yểm là phải thẳng tay. Có nghĩa là dù đúng hay sai, linh hồn đó đã mất rồi mà không chịu siêu thoát thì buộc phải tiêu diệt. Có nghĩa là không cần biết là đúng hay sai, không cần biết lý do gì chết, không có cần biết, chỉ cần biết là quỷ ma không chịu đi siêu thoát là diệt. Một vị thì nói rằng là sống ở đời dù âm hay dương đều phải tình cảm. Hãy lắng nghe trước rồi diệt sau. Và hai vị này đưa ra rất là nhiều lý luận cãi nhau trong cái bàn cà phê lúc đó. Tân là một cái thằng ếch ngồi đáy giếng. Có nghĩa là mình mới bước vô thôi, mình chưa có hiểu người ta đang nói gì. Nhưng mà mình rất là muốn biết được rằng ai đúng ai sai.
Tại vì cái người kia cũng đúng mà người kia cũng đúng. Cái người mà nói rằng là đã thành ma quỷ không siêu thoát là đã sai với luật đầu thai, sai với luật trời. Thì thân biết luật của trời và thay trời hành đạo là phải diệt tận gốc. Người còn lại là ông trời có đức hiếu sinh. Người ta phải có nỗi thống khổ mới không đi đầu thai để sai với luật trời. Cho nên mình nghe để hiểu mà truyền lại cho con cháu đời sau để mà tránh. Thì mình thấy cả hai đều đúng. Thời điểm đó là mình là có thằng không biết, nhưng mình nghe thấy cái lý luận cả hai đều đúng. Thì rốt cuộc là cả hai người này mới qua Thái Lan để mà làm cái việc đó là chứng yểm một cánh đồng mía. Thì Tân cũng như là mấy anh em có đi chung để xem coi rằng là hai vị này người nào đúng. Thì khi mà tới cánh đồng mía đó ở Thái Lan á, thì mình mới biết ra câu chuyện. Ở cánh đồng mía đó nó có một ngôi mộ của chính ông chủ vườn mía. Và ông chủ này là ông tự sát bằng cách là ông lấy cái lưỡi liềm, ông cắt cổ và ông tế chính ổng ngay tại cái mảnh đất đó. Và ông chết ngay tại đó và người ta chôn ổng ngay giữa cánh đồng mía. Và ông trở thành quỷ. Nhưng ổng không có ám bất cứ ai trong vùng hết. Ổng chỉ dám ám đúng ba cô gái. Và cả ba cô gái này cũng chính là ba người vợ của ổng khi lúc sinh thời ổng lấy. Và cứ hễ bất cứ một cái người nào, đàn ông nào mà vô lấy ba người vợ này, hoặc là có lén phén qua lại, hoặc là có làm ăn hay bất cứ chuyện gì, là những người đó đều bị liên lụy, thậm chí mất mạng. Thì lúc đó Tân biết một chuyện đầu tiên là tự sát chắc chắn sẽ trở thành vong hồn dứt dưỡng và thành oan hồn. Nhưng để đạt được mục đích của mình, tự sát để ám người mình thù, thì phải biết cách tế lễ rồi mới tự sát, được gọi là tế sát kính mình. Thì tại sao ông chủ vườn mía này ông lại biết? Vì trong số nhân công của ổng đó, có người biết về cái tục này. Thì cái người nhân công nó chỉ cho ổng. Nhưng cái lúc chỉ là chỉ vui, lúc đó ổng chưa có ý định tự sát. Nhưng mà cái người nhân công nó mới chỉ. Tại vì sao? Ổng có mấy công đức lận. Cho nên rằng là đôi khi khai phá sẽ gặp mộ hoang, thì cái người nhân công nó giúp bốc mộ. À, cho nên rằng ông chủ này rất là quý người nhân công đó, thì cũng tìm hiểu, hỏi thăm về tâm linh, thì người nhân công nó mới chỉ. Thì buộc miệng mới nói rằng là ở dưới quê tôi đó, là người ta muốn tự sát là người ta phải biết cách tế. Chứ còn tự sát khơi khơi thành ma quỷ dứt dưỡng, thành ma đói, thành vong hồn. Còn nếu mà biết tế chính bản thân mình mà tự sát đó, trời ơi, thành quỷ mà linh lắm. Muốn hại ai cũng được, muốn làm cái gì cũng được hết. Thì ông này ông nghe để bụng đó. Nhưng mà không ngờ trong cái cuộc sống mưu sinh sau đó, buồn rủi sau đó, ông tự sát. Nhưng mục đích ông tế chính mình để vong hồn thành quỷ, hại cho ba người vợ của ông, cả đời không thể nào ngóc đầu lên nổi. Thì câu chuyện nó lan truyền trong giới thầy Pháp. Và cũng nhiều người tới chứng yểm rồi, học máu chết đó luôn. Mà bạn đi từ ở ngoài cánh đồng mía đi vô tới mộ của ổng đó, là bạn thấy có ba ngôi mộ khác nữa. Bạn tưởng là ba bà vợ đúng không? Không phải. Là ba người thầy Pháp mà ba bà vợ đó mướn đó, phun máu chết. Thì hai người thầy Pháp bạn của Tân mới vào trong đó để giúp không tính tiền. Tại họ đấu mà, họ đang đấu với nhau mà, coi ai là người giỏi hơn và ai là người đúng hơn. Thì cái người thầy Pháp đầu tiên là cho rằng đã thành quỷ là phải diệt, thì vào trong đó lập trận. Thì người này lập trận bằng đinh và bằng gỗ, và lập trận hình bát quái xung quanh mộ để mà giam lỏng. Và sau đó dùng một cây kiếm đâm giữa mộ, coi như là phong ấn, để cho cái linh lực của cái linh hồn nó yếu, thì mới có thể khống chế nó được và tiêu diệt nó. Thì cái cuộc đấu này là Tân đã thấy nó không công bằng ngay từ đầu. Là tại vì sao? Nếu như đúng cái thế trận của người thầy Pháp mà xác định giết con quỷ đó, mà ổng vô ổng làm vậy coi như là, nếu ổng phong ứng hết trơn rồi, ổng đâu có hỏi nói gì đâu,
ổng ghim cái kiếm, nếu mà cái con quỷ đó hồn siêu phách tán thì ổng thắng luôn rồi. Thì cái định lý mà tìm hiểu hay là ông trời có đức hiếu sinh của người thầy pháp kia thì đâu có áp dụng được gì đâu. Thì bắt đầu Tân mới nhìn thấy, à, cái sự không công bằng mà ăn gian ở đây nè, đúng không? Không công bằng mà ăn gian, đâu có ai làm trọng tài cho những cái chuyện tâm linh đó đâu. Thì lúc đó là mới vô chứng. Nhưng vô phước cho cái ông thầy pháp đó là con quỷ nó mạnh thiệt bạn. Nó mạnh thiệt. Bạn có tin không? Mía mà chảy máu. Mà máu trong mía chảy bao nhiêu đó thì ông thầy pháp nó gục bấy nhiêu. Thì lúc này cái người thầy pháp mà chọn cái giải pháp là ông trời đức hiếu sinh đó, mới nhảy vô phá phong ứng để cứu người thầy pháp ra. Thì ông kia được cứu ra nhưng mà mặt mày xanh lè xanh lét rồi, ói mửa rồi. Không có ói ra máu nhưng mà ói ra mực, ói mửa rồi. Thì cái người thầy pháp còn lại mới vô chứng. Nhưng lần này sẽ sử dụng khác, là sử dụng hoa và nhang. Ông cho rải hoa lan vòng quanh cái mộ và sử dụng nhang để cắm. Và nói một câu rất là đơn giản thôi: ông trời có đức hiếu sinh. Đúng y chang ông nói luôn, ông trời có đức hiếu sinh. Nếu người đã thành quỷ thì cho ta biết người hận điều gì, cơ thể ta đây nhập đi để nói cho người đời biết người hận điều gì, để rồi siêu thoát đi. Trời ơi, chứng yểm gì đơn giản vậy? Nó Tân nghĩ trời, có thêm ông nữa, ông kia là chứng thấy ghê rồi mà không được. Ông này sao đơn giản, lấy hoa rải xong lấy nhang cắm, nói chuyện gì vậy? Vậy mà linh hồn nó nhập bạn. Nó nhập. Mà nó lại không nhập vô người ông thầy pháp nữa. Nó nhập vô cái ông hướng dẫn viên. Nó nhập hướng viên và nó nói tất cả là thoại. Mình nghe tất cả đều là tiếng Thái hết, chứ không có liên quan tiếng Việt Nam mình đâu nha. Nhưng mà tụi mình hiểu. Thì cái người hướng dẫn viên bị nhập, thì ổng mới nói rằng là ổng chết là do ba bà vợ này ngày nào cũng cãi nhau, ngày nào cũng đòi chia gia tài. Đất đai khai thẩn vô cùng khó, bao nhiêu công nhân cùng nhau làm qua nhiều đời, đâu phải ổng là cái người là cái đời ổng ta là đi khai thẩn đâu, còn đời cha đời ông ổng nữa. Mà ổng lấy về á, ổng chỉ mong là đẻ cho một đứa con và cùng với ổng xây dựng cơ đồ. Nhưng mà cả ba bà đẻ không có được là bị gì cái người mà giúp ổng cái chuyện mà nói cho ổng biết chuyện tự sát đó đã nói rồi, khi mà đời cha ông á để những con ngôi mộ hoang không phạm tới thì đó là phúc đức, nhưng mà vì bứng mộ hoang thì những linh hồn nó cũng hận, nó làm cho cái đường con cái bị tắt. Tại vì ngôi mộ đó ta đã sống trên mảnh đất đó lâu rồi, bây giờ mình sử dụng phép, mình chứng yểm, mình bứng lên. Đó, ông trời của đất hiếu sinh, có nghĩa là đời ông và đời cha của cái linh hồn quỷ đó là người ta sống chung với mộ hoang, người ta thờ luôn, thì cái mộ nó phù hộ đường con cái, đường tài sản bình thường. Đến đời ổng thì ổng tin vô bà vợ cả, bà vợ hai gì đó, là bốc mộ hết cho sạch để trồng thêm được mía, trồng được bao nhiêu. Mà tại chỉ muốn cánh đồng mình nó sạch, thì khi bứng lên thì cái đường con cái nó tắt. Để bị gì người ta đâu có phá đâu, người ta phù hộ mà tự nhiên đến đời con nó đi bứng mộ ta lên. Đó thì đường con cái tắt, ổng buồn. Mấy bà vợ thì phá, cãi nhau phá. Thì một ngày cả ba bà đều nói với ổng là chết đi, để gia tài cho tụi tôi xài. Chứ đàn ông mà không có giúp tụi tôi có con được, tao phải lỗi của ba bà đó đâu, thì thôi chết đi. Thì ổng hận, ổng sanh hận, ổng mới vô, ổng tự sát. Và ổng nguyện thành quỷ để ám ba bà vợ này suốt đời. Thì khi mà nhập vô, người hướng dẫn viên nói vậy đó, thì ba bà vợ mới quỳ xin lỗi. Xin lỗi thì mới nói ra hết cái sự tình, là cả ba bà đều ganh tức nhau, là tại sao lấy bà lớn rồi còn lấy thêm bà hai bà ba nữa. Thì ổng cũng sai. Còn nếu như vợ mà nói bứng mộ đó là không đúng, thì tại sao không nói thẳng mà lại nghe theo bứng chi để đường con cái nó như vậy, thì tức giận qua lại với nhau. Có nghĩa là ổng cũng sai mà ba bà vợ cũng sai. Mà cái người sai lớn nhất lại là cái linh hồn ông đó. Một vợ một chồng thôi, đồng vợ đồng chồng.
Đằng này bà này đẻ không được. Ông biết đẻ không được là do ông nghe lời ông bứng mộ. Ông vẫn cãi lại mệnh trời, ông lấy bà hai thì làm phiền lòng bà một. Mà lấy bà hai đẻ không được, ông cũng biết là lỗi là do ông cãi mệnh trời. Ông lấy bà ba để phiền lòng bà một, bà hai. Nhiều vợ đâu có sướng đâu, trời ơi. Ông biết là sai ở ổng mà ông vẫn làm, rốt cuộc ổng là người sai. Thì cái người thầy Pháp mà dĩ hòa di quý, theo mệnh trời mà nghe ma quỷ nó tường trình đó, thì mới gỡ được cái nút thắt của gia đình của người ta. Thì lúc đó cái người mà hướng dẫn viên mới quỳ xuống lại ba bà vợ ba lại, mới nói rằng là ổng là người sai. Ổng mới nhận mình là người sai. Và ổng nói thêm một chuyện động trời nữa, là cái xác ổng được chôn ở đó là cái xác mà giống như là không phải là cái xác mà bị phân hủy theo cái đúng cái kiểu mà ổng cái nghĩa là ổng nói mình rất là khó hiểu. Cái này thì do họ nói tiếng Thái mình không hiểu cái khúc này. Nhưng mà theo Tân được biết cái xác nằm ở trong cái mộ đó hình như không phải ổng. Hình như không phải ổng mà là cái người nhân công chỉ cho ổng cách tế lễ. Còn cái xác thực sự của ổng nằm ở đâu đó, cách cái vị trí của cái mộ đó bao nhiêu lo xa đó. À, có nghĩa là ổng sử dụng hai linh hồn của ổng và linh hồn của người nhân công để mà ổng chi phối cái ác của ổng. Thì theo Tân hiểu là như vậy á, thì lúc này Tân thấy mặt ai cũng xanh lè xanh lét hết. Thì theo Tân hiểu là cái người nằm trong mộ hình như không phải là ổng mà là cái xác của người nhân công. Thì lúc đó Tân cũng thắc mắc là tại sao cái người nhân công nó chỉ được ổng mà không có giúp được ba bà này, mà phải mời thầy Pháp khác để cho thầy Pháp tại vong mạng tại đó. Thì đó à, cái người nhân công này chính là cái vật dẫn ổng tế lễ luôn rồi, ổng giết cái người nhân công đó rồi hay sao đó. Ổng đi qua một nơi khác, ổng tự sát để ổng tự giấu xác mình. Hay là cả hai người này thỏa thuận tự sát hay gì đó. Thì Tân không hiểu, lúc này Tân không hiểu, nhưng mà Tân biết rằng là có khả năng cái người nằm trong mộ, một là không phải ổng, hoặc là ổng nằm trong mộ nhưng còn một linh hồn khác chôn kín đâu trong cánh đồng đó đó. Thì cái người thầy Pháp mà dĩ hòa di quý á, ổng mới nói thôi, thì bây giờ biết được như vậy rồi, thì giờ một trong hai siêu thoát đi, thì người còn lại sẽ tự động đi. Chứ bây giờ kêu chứng yểm nữa thì sức lực của thầy không nổi. Tại ông ấy cũng đã gồng bùa ngải gì đó, cũng gồng dữ lắm, thì mới nói chuyện được người âm cỡ đó. Thì rốt cuộc là thoát ra khỏi người của người hướng dẫn viên, thì người đó xỉu và đi siêu thoát. Thì khi mà siêu thoát, mộ nứt ra đàng hoàng. Cái mộ nó nứt ra nha. Tất nhiên là mộ nó không phải là bằng xi măng, mà nó bằng gỗ, bằng đất. Mà mình thấy rõ ràng nó nứt một đường, có nghĩa là người đó chấp nhận đi. Chấp nhận đi. Thì cả ba bà vợ mới xây mộ lại và cho niêm phong cánh đồng nó lại, không trồng mía nữa. Thì sau cái chuyện đó mình mới thấy một điều rằng là ở trên đời á, cái gì nó cũng vậy. Trong cái lý nó có cái tình, trong cái lý nó có cái tình, và trong bất cứ cái gian khó nào nó cũng có cái hướng để mà gỡ hết. Và câu chuyện nào xảy ra trong cuộc đời này nó đều bắt nguồn từ một lý do. Cho nên khi mình chưa thành công, hoặc là mình bị người ta không tin mình, hay là trong tình yêu mình không đạt được mục đích của mình, trong công việc mình không có được như mình mong muốn, nó đều bắt nguồn từ tâm tính của mình. Và phải có một cái lý do tại sao nó xảy ra chuyện đó. Thì mình phải bình tĩnh để mình đi về cội nguồn quá khứ, để mình xem rằng mình đã hoàn hảo hay chưa. Hãy nhìn lại mình trước, đừng trách thân than phận. Bị gì nhiều khi mình sai mà mình không biết đó. Cũng như Tân, Tân lập nghiệp từ rất là lâu rồi, nhưng mà Tân không biết mình sai ở đâu. Cho đến khi Tân thấy được cái phim đó, Tân bắt đầu Tân đi theo những lời răn dạy đó. Mình hệ thống từ từ, mình học hỏi, mình kết bạn, mình phát triển, tự nhiên mình thay đổi cuộc đời của mình mấy bạn. Cho nên đôi khi cái nhân duyên nó đến á, mình phải tự coi lại mình trước cái đã, rồi mình hãy coi thiên hạ sao. Hai các bạn, câu chuyện ngày hôm nay là do hai người thầy Pháp đó. Một người tự biết mình biết ta, cho nên lúc nào cũng thành công. Người kia cũng là thầy Pháp phong thủy, nhưng mà tự cao tự đại và dùng cái tâm ác để diệt trừ ma quỷ. Trong khi đôi khi ma quỷ họ còn hiểu hơn cả người sống, đúng không?
Đâu phải ma quỷ nào cũng sống, đâu phải thầy pháp nào cũng tốt. Cái gì nó cũng phải có qua có lại, âm dương mới hòa hợp thì nó mới có tạo nên sự phát triển được. Thì trong cuộc sống làm ăn tình duyên cũng vậy, nó phải hòa hợp. Cái việc mà bạn làm hoài nó không thành là vì nó chưa có hợp. Bạn quen một người yêu, bạn yêu họ mà họ không yêu bạn. Bạn yêu nhiều, họ yêu ít. Tại vì sao? Chưa thuộc về nhau, nhân duyên nó không phải. Thì hãy buông bỏ đi. Buông bỏ đi. Xem lại bản thân mình cần gì để đi đúng cái con đường mình cần đi thì mình sẽ thành công. Hai bạn, coi lại bản thân mình trước. Thì bạn thấy sao về câu chuyện ngày hôm nay? Cho Tân biết trong phần bình luận. Nếu thích nhớ like, share và subscribe để kênh YouTube của Tân đến với nhiều người hơn. Bây giờ thì bye bye. Hẹn lại các bạn với câu chuyện ma vào ngày mai. Bye bye.